Vâng, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh. Và hôm nay chúng tôi trong chương trình này thì chúng tôi tiếp tục quay cho quý vị một đoạn video clip về Wood Vecni và quả chiếc sập mai cổ niên. Hàng cổ niên thưa quý vị bằng chất liệu vũ cụ. Và đây là đơn đặt hàng của anh Hùng tại Vũ Thư Thái Bình. Đây là một chiếc sập rất đặc biệt và chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ cả. Wood rất là nhiều lớp Vecni cho vị khách hàng tại Vũ Thư Thái Bình này. Sau đây chúng tôi sẽ xin quý khách khoảng 3 phút để review chiếc sập mà thấp điều cuốn mai vũ vụ. Vâng, đây là chiếc sập thấp điều cuốn mai của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh đang hoàn thiện cho anh Hùng tại Vũ Thư Thái Bình. Đây là chiếc sập quây 10 phân, chân 24, cổ niền thưa quý vị và bằng chất liệu gỗ vụ, mặt hai lá dày 2 phân. Đây thì cô Hồng đang vuốt Vecni cho chiếc sập mai. Đây, Vecni đây, Vecni. Màu bây giờ đang lên óng ánh rất đẹp và bây giờ đã là nước thứ 5 rồi. Nước thứ 5 hay thứ 6 của Hồng nhỉ? Nhiều rồi đó. Không nhớ à? Đấy. Thì chúng tôi trà đi trà lại vuốt rất nhiều nước. Đấy, mọi người thấy cảm nhận này. Rất là mịn, óng luôn. Những cái đường chỉ này rất là đã. Đây, nhìn được Vecni đang vuốt đây. Tí nữa tôi sẽ nói về nét đục và cách hoàn thiện. Sau khi vuốt Vecni như thế này thì chúng tôi sẽ lại tiếp tục nào là chuối tiếp, đánh lì đi và sau đó lại vuốt thêm một lớp Vecni đến khi nào mịn óng và thật tự nhiên thôi. Thì đây là chiếc sập thấp điều cuốn mai 2m2, 1m8, chân 24, dạ quây 4 xung quanh là 10 phân. Xin lỗi, đây là quây tam diện, là quây 10, dạ ngang cũng bằng 10, hậu cũng bằng 10 này. Đấy, và chân 24 cổ niên thưa vị. Có nhiều vị khách hỏi cổ niên là gì, như nào. Cổ niên đây là một tấm gỗ từ dưới, từ cổ phần mặt này, từ dưới mặt cho đến kết thúc phần cuối cùng của chiếc dạ tiền thì đều là cổ niên, kể cả dạ hông này cũng thế, cổ niên. Bình thường thì cổ niên thì đắt hơn cổ rời khoảng 4 đến 5 triệu thưa quý vị, tùy từng loại gỗ đẹp. Đây, quý vị có thể thấy nước hoàn thiện của Vecni của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh rất là đẹp, rất là long lanh. Mọi thứ nhìn rất là đã. Đường nét đục chạm thì rất là tóc tách. Đây, đều là hàng nịnh kênh bong, hàng đục kép thưa quý vị. Chúng ta có thể sờ vào. Và đằng sau này còn có một lớp đục nữa. Người nhân của chúng tôi moi rất là kỹ. Kể cả quý vị có thể nhìn thấy là những bông mai, bông úp, bông mở rất đẹp. Để chúng tôi đục rất là đẹp thưa quý vị. Kể cả phần chim, 12 con chim đều được đục rất là cẩn thận, rất là kỹ. Đấy, quý vị có thể thấy. Đây, rồi sẽ đi dạ ngang này, bị ngang này. Đó, được hoàn thiện rất kỹ. Bị ngang thì đục được khoảng 60-70% so với dạ tiền. Nhưng mà được hoàn thiện rất kỹ thưa quý vị. Đó, quý vị có thể nhìn thấy những đường nét được chúng tôi nạo rất là bom, rất là truyền. Những phần này rất là truyền nhau. Đó, không có gờ, không có một cái gợn sóng gì cả. Nhìn rất đã. Đây, mặt hai tấm thưa quý vị, dày đủ 2 phân, khung mặt là dày đủ 8 phân, hay còn gọi là khuôn tranh, khuôn bao mặt. Người thì nhìn này, đấy, những cái đường nét này, nhìn này, rất là được chúng tôi nạo rất kỹ này. Đó. Cho đây, quý vị sẽ cảm giác là nhìn thấy và sờ thấy rất là mượt, rất là mịn. Nhìn rất là hoành tráng thưa quý vị, sập cổ niền, sập mai rộng cổ niền hay còn gọi là sập thấp điểu cuốn mai. Và đây là chiếc sập mà 2m2, 1m8 của Đồ Gỗ Đỗ Tĩnh đang hoàn thiện cho anh Hùng tại Vũ Thư Thái Bình. Đây, sẽ ra cùng ngắm nhìn, cùng xem là
Vui bách đi đây. Dạ sau thì của chúng tôi cũng bằng hậu bằng gụ à, và tất cả bốn chân đều là 24 phân, không có chân bé chân nhỏ, không có chân bé chân lớn à, đều 24 phân hết. Đây dạ sau đây à. Như vậy là chúng tôi vừa mới review xong chiếc sập thập điều quần mai của đồ gỗ Đỗ Tinh. Thì quý khách nào có nhu cầu liên hệ đặt hàng thì hãy liên hệ tới số hotline 0948777798 hoặc truy cập vào website dotinh.com, kênh YouTube đồ gỗ Đỗ Tinh. Và quý vị có thể tham khảo thêm một số mặt hàng như trường kỷ, tủ chè, hay là những bức tranh treo, hay là đồng hồ cây Đỗ Tinh. Thì chúng tôi có đầy đủ cả, thì quý vị có thể liên hệ và đặt hàng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị.